chào các em, rất vui được đồng hành các em trong tiết học môn khoa học tự nhiên lớp 6. Xin giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Tổ Tâm, giáo viên trường Trung học cơ sở Đặng Tất. Tiết học trước, các em đã được học về tính chất của chất và các em đã được tìm hiểu về tính chất vật lý. Bây giờ cô cùng các em kiểm tra lại kiến thức. Cô có 3 mẫu đường, dầu ăn và than. Em hãy cho biết một số tính chất vật lý như thể, màu, tính tan trong nước của một số chất đường, dầu ăn và than. Các em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Và các em sẽ làm bài tập này dưới dạng hoàn thành bảng. Chắc hẳn các em đã điền được rồi phải không nào? Về thể đường ở thể trắng, dầu ăn ở thể lỏng, than ở thể trắng. Về màu sắc, đường có màu trắng. Thực ra đường không có màu, nhưng trong quá trình tinh luyện, các nhà sản xuất đã kết tinh thành đường có màu trắng. Dầu ăn có màu vàng, than có màu đen. Về tính tan trong nước, đường tan được trong nước, dầu ăn không tan được trong nước và than cũng không tan được trong nước. Bây giờ cô sẽ cùng các em xem màn trình diễn pháo hoa. Thật là đẹp mắt phải không các em? Vậy thì làm sao mà người ta có thể tạo ra cái màn pháo hoa mà có những hình ảnh và màu sắc đẹp rực rỡ như vậy? Và quá trình bắn pháo hoa đã diễn ra những sự biến đổi nào? Cái sự biến đổi đó được thể hiện tính chất gì? Để giải quyết vấn đề này, cô và các em cùng bước vào nghiên cứu bài mới. Bài 8, sự đa dạng và các thể cơ bản của chất, tính chất của chất, nó thuộc về chủ đề 2, thể của chất. Trong tiết học này, chúng ta tìm hiểu thêm một tính chất của chất, đó là tính chất hóa học. Chúng ta sẽ xem tính chất hóa học nó có cái đặc điểm nào khác biệt so với tính chất vật lý mà các em đã được học ở tiết trước. Trở lại mẫu đường. Như các em đã biết, đường là một cái chất rắn tan được trong nước, có vị ngọt. Vậy thì ngoài tính chất vật lý đó ra, thì đường còn có những tính chất nào khác? Bây giờ chúng ta cùng làm thí nghiệm. Cho đường vào trong một cái bát sứ và được đặt vào một cái đĩa sắt, được đun nóng trên ngọn lửa đen cồn. Bây giờ các em sẽ quan sát cái phân bên trong, đường bên trong cái bát sứ này này, xem có quá trình nào xảy ra và cái quá trình đó nó đã có sự thay đổi gì về màu sắc, thể và có chất nào khác tạo ra hay không. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Trong thí nghiệm đun nóng đường đã có các quá trình nào xảy ra? Quá trình thứ nhất, đường từ thể rắn màu trắng đã bị nóng chảy và tạo thành chất lỏng màu trắng. Cái chất lỏng màu trắng này, nếu chúng ta nếm thì vẫn còn vị ngọt, như vậy nó vẫn là đường. Ở đây chỉ xảy ra quá trình chuyển thể và không có tạo thành chất mới. Cái quá trình mà biến đổi không tạo thành chất mới thì được gọi là tính chất gì các em? Đó chính là tính chất vật lý. Quá trình thứ hai, tương từ thể lỏng màu trắng đã bị cháy tạo thành chất có màu nâu, và sau đó tiếp tục cháy tạo thành chất có màu đen ở thể rắn. Cái chất màu đen ở thể rắn này này, nếu như chúng ta nếm thì không còn vị ngọt của đường và không tan được trong nước. Vậy chất đó là chất gì? Đó chính là than. Vậy thì đường đã bị cháy tạo thành than, ngoài ra còn có hơi nước nữa các em ạ. Trong quá trình này đã có sự biến đổi và tạo thành chất mới. Vậy thì quá trình biến đổi mà có sự tạo thành chất mới này được gọi là gì? Được gọi là tính chất hóa học. Tiếp tục, cô mời các em quan sát hình ảnh gỗ cháy. Đầu tiên các em thấy khi gỗ cháy có tỏa nhiệt và phát sáng. Gỗ cháy nó tạo thành than và hơi nước, và sau đó than có thể tiếp tục cháy để tạo thành khí carbon dioxide. Như vậy trong quá trình gỗ cháy đã có sự tạo thành chất mới, đó là tính chất hóa học. Một hình ảnh nữa quen thuộc với các em đó là khí ga cháy. Khi khí ga cháy chúng ta thấy cũng có tỏa nhiệt và phát sáng, đồng thời nó tạo thành khí carbon dioxide và nước. Như vậy trong quá trình ga cháy này thì vẫn có sự biến đổi từ chất này tạo thành chất khác, vậy đó chính là tính chất hóa học. Tiếp tục, cô mời các em xem một cái thí nghiệm. Ion, tức là sắt, tác dụng với sulfur, lưu huỳnh. Ở đây là cái hỗn hợp trộn lẫn giữa ion và sulfur. Như các em biết, ion thì có màu trắng xám, còn lưu huỳnh thì có màu vàng. Như vậy khi trộn lẫn các em thấy ở đây có màu xám vàng. Nếu như cô đưa cái thanh 500 lên hỗn hợp này thì sắt sẽ bị 500 hút. Và đây là thanh sắt và đây là đèn cồn. Đốt dây sắt trên ngọn lửa đèn cồn và đưa vào trong hỗn hợp ion và sulfur. Phản ứng xảy ra mãnh liệt và cái hỗn hợp này nó đỏ rực lên. Nếu như để nguội thì nó sẽ tạo thành một cái chất rắn màu xám đen. Và cái chất rắn màu xám đen này nếu như đưa 500 lên thì nó không còn bị 500 hút nữa. Vậy thì nó đã tạo ra một cái chất mới và đó chính là tính chất hóa học. Tính chất hóa học là sự biến đổi có tạo thành chất mới. Ví dụ chất bị phân hủy, như vừa rồi chúng ta làm thí nghiệm đường bị phân hủy thành than và nước. Chất tác dụng với chất khác như chất bị đốt cháy. Chất bị đốt cháy như là gỗ cháy, khí ga cháy. Khi gỗ và khí ga cháy nó sẽ tác dụng với khí oxygen. Khí oxygen là khí mà duy trì sự cháy, thì ngoài tác dụng với khí oxygen ra thì chất có thể tác dụng với chất khác. Ví dụ như trong thí nghiệm ion tác dụng với sulfur, hoặc là một số kim loại có thể tác dụng với các axit. Các em ghi nội dung này vào vở. Chắc hẳn các em sẽ có suy nghĩ, vậy thì làm thế nào để nhận biết sự có tạo thành chất mới? Để nhận biết sự có thành chất mới thì các em sẽ dựa vào một số dấu hiệu, ví dụ như có sự thay đổi về màu sắc. Như chúng ta có thí nghiệm đường phân hủy thành than và nước. Như vậy đường từ màu trắng và chuyển sang than có màu đen. Cũng có thể là sự thay đổi về vị, đường thì có vị ngọt và than thì không có vị ngọt. Hoặc cũng có thể là dấu hiệu tỏa nhiệt và phát sáng, như chúng ta thấy khí ga cháy hoặc là gỗ cháy. Ngoài ra còn có sự thay đổi, đó là thay đổi về thể. Ở đây cô có thí nghiệm. Có 3 chiếc cốc đều là chất lỏng trong suốt. Khi chất tác dụng với chất khác, ở cốc thứ nhất các em thấy là tạo thành cái chất lỏng màu trắng không tan trong nước. Ở cốc thứ hai chúng ta thấy tạo thành cái chất lỏng màu xanh không tan trong nước. Ở cốc thứ ba chúng ta thấy có cái xuất hiện bọt khí. Bọt khí này là do tạo thành khí, và khí này thì tan trong nước và thoát ra ngoài, chúng ta thấy có sự sủi bọt. Như vậy qua đây các em thấy rằng là có sự thay đổi về thể. Đó là dấu hiệu để nhận biết có sự tạo thành chất mới. Và trong hóa học, khi tạo thành các chất rắn mà không tan trong nước này thì người ta còn có thể gọi đó là sự kết tủa. Vậy thì dấu hiệu để nhận biết có sự tạo thành chất mới đó là có sự thay đổi về thể, màu sắc, mùi, vị, tỏa nhiệt hay phát sáng. Các em ghi nội dung này vào vở. Bây giờ cô sẽ mời các em xem một cái thí nghiệm. Thí nghiệm này là những cái dấu hiệu mà tạo ra kết tủa rất là đẹp. Thật là đẹp phải không các em? Sau này các em có thể vào phòng thí nghiệm, các em tự tạo ra những cái kết tủa rất là đẹp. Hoặc là các em có thể làm ra những cái thí nghiệm ảo thuật hóa học. Thật là thú vị phải không các em? Các em chú ý cho cô, tính chất của chất nó có 2 tính chất cơ bản, đó là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Sự khác biệt giữa 2 tính chất này đó là tính chất vật lý thì không có tạo thành chất mới, còn tính chất hóa học thì có tạo thành chất mới. Các em khắc sâu kiến thức này để chúng ta đi vào phần luyện tập. Câu 1. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết hình nào mô tả tính chất hóa học. Hình ảnh thứ nhất, cốc nước vôi trong bị vận đục khi sụp khí carbon dioxide. Hình ảnh thứ hai, acetic acid có trong giảm ăn là chất lỏng không màu vị chua. Hình ảnh thứ 3, dây xích xe đạp làm bằng sắt bị gỉ do tiếp xúc với hơi nước và khí oxygen. Các em suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Trở lại hình ảnh thứ nhất. Cốc nước vô trong bị đục khi sụp khí carbon dioxide. Đây là cốc nước trong vô trong ban đầu. Khí carbon dioxide được tạo ra khi chất bị đốt cháy, đặc biệt là nó có trong hơi thở ra của chúng ta. Khi sụp khí carbon dioxide vào thì cái cốc nước vô trong này nó bị đục, do tạo ra một cái chất trắng, màu trắng và không tan được trong nước. Như vậy trong quá trình này có sự bị dẫn đổi tạo thành chất mới, đó chính là tính chất hóa học. Sang hình ảnh thứ hai. Acetic acid có trong giấm ăn. Giấm ăn là một cái gia vị mà người ta thường cho vào trong các món gỏi hay là nộm. Nó có vị chua, có mùi thơm đặc trưng và làm cho món ăn nó có hương vị rất là độc đáo. Acetic acid là chất lỏng không màu vị chua, như vậy đáng nói đây về thể, màu và vị, không có sự tạo thành chất mới. Đây không phải là tính chất hóa học. Đến với hình ảnh cuối cùng, hình ảnh dây xích xe đạp làm bằng ion bị gì do tiếp xúc với hơi nước và khí oxygen. Như các em biết, ion nó có màu trắng xám. Khi tiếp xúc với hơi nước và khí oxygen, nó tạo thành một chất mới có màu đỏ nâu. Như vậy, từ sự biến đổi mà có tạo thành chất mới thì đó là tính chất hóa học. Bây giờ, các em có thể hiểu rằng vì sao mà người ta thường cho vào dây xích xe đạp hoặc là xe máy một ít dầu. Vì ngoài tác dụng bôi trơn và làm giảm ma sát thì nó có thể là ngăn không cho ion tiếp xúc với nước và khí oxygen ở trong không khí. Chúng ta chuyển sang câu thứ 2. Ở đây có 2 cốc nước. Đây là đường saccharose. Cho vào cốc 1 của bộ đường saccharose và khuấy, các em quan sát. Đây là vitamin C sủi. Cho vào cốc 2 một viên vitamin C sủi, các em quan sát hành vi. Bây giờ, các em hãy cho biết cốc nào thể hiện tính chất hóa học. Ở cốc 1. Các em thấy chỉ có quá trình hòa tan của đường, không có sự tạo thành chất mới. Như vậy đây không thể hiện tính chất hóa học. Ở cốc 2, khi cho vitamin C sủi vào thì đầu tiên các em thấy cũng có sự hòa tan, nhưng mà đồng thời có sự sủi bọt. Nó đã tạo thành một chất khí, khí đó là khí carbon dioxide. Khí này rất ít tan trong nước, thoát ra ngoài và chúng ta thấy có sự sủi bọt. Như vậy ở trong cốc 2 có sự tạo thành chất mới, thể hiện tính chất hóa học. Chúng ta chuyển sang câu thứ 3. Có 3 bát đựng muối ăn, đường, tháng riêng biệt. Dựa vào sự khác nhau về tính chất của chất, em hãy phân biệt đâu là đường, đâu là muối ăn và đâu là than. Các em hãy suy nghĩ để trả lời. Các em đã dễ dàng nhận ra bát đựng than rồi phải không ạ? Than có màu đen, còn đường và muối ăn thì có màu trắng. Vậy chúng ta chỉ cần quan sát. Thấy chất nào có màu đen là than và 2 chất có màu trắng đó là muối ăn và đường. 2 chất màu trắng, muối ăn và đường này đều ở thể rắn, có màu trắng, và nếu cho vào được đều là tan hết. Vậy thì còn tính chất nào khác để giúp ta phân biệt đường và muối? Đúng rồi, chúng ta sẽ dựa vào tính giải được. Như các em biết, đường thì giải được, còn muối ăn thì không. Vậy thì đổ hai chất còn lại, chất nào mà chảy là đường và không chảy là muối ăn. Chắc hẳn có nhiều các em sẽ phân biệt đường và muối bằng cách khác phải không nào? Chúng ta có thể dựa vào vị. Đường thì có vị ngọt, còn muối ăn thì có vị mặn. Tuy nhiên, nếu trong phòng thí nghiệm các em không được nếm, nếu các em nếm là vi phạm quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, các em chú ý. Trở lại hình ảnh pháo hoa mà các em đã được xem ở đầu tiết học. Các em ạ, pháo hoa người ta làm từ cái hỗn hợp thuốc nổ và người ta gọi đó là thuốc nổ đen. Khi đốt thì có phản ứng hóa học xảy ra rất là mạnh liệt, tỏa ra nhiều nhiệt và đồng thời tạo ra khí nitrogen, khí carbon dioxide, kèm theo hiện tượng là nổ và phát sáng. Những cái hình ảnh màu sắc rực rỡ này là do trong quá trình làm pháo hoa người ta đã đưa vào trong cái hỗn hợp thuốc nổ đen một số hợp chất mà khi đốt nó tạo ra những cái ngọn lửa có màu. Đó là các hợp chất của lithium, beryllium, strontium, copper và sodium. Như vậy các em thấy môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là lĩnh vực hóa học, nó thật là thú vị. Từ đó giúp cho các em có thể là hiểu được một số sự vật hiện tượng nó xảy ra trong tự nhiên xung quanh chúng ta, và chúng ta có thể giải thích được một số biến đổi huyền bí của nó. Và cô hy vọng rằng các em ngày càng yêu bộ môn khoa học tự nhiên hơn. Vậy qua bài học, các em thấy quá trình đốt pháo hoa đã xảy ra sự biến đổi nào? Sự biến đổi đó thể hiện tính chất gì? A. Trong quá trình đốt pháo hoa đã xảy ra sự biến đổi có tạo thành chất mới, thể hiện tính chất hóa học. Bây giờ các em cho có biết nội dung của bức tranh này. Thật là quen thuộc phải không các em? Đây là bức tranh mà các em đã được học ở môn khoa học cấp tiểu học. Đó là vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên. Vậy thì vì sao trong tự nhiên có cái vòng tuần hoàn nước này? Về nhà, các em tìm hiểu về sự chuyển thể của chất để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Và học bài nêu một số tính chất vật lý, tính chất hóa học của một chất mà em biết. Tiết học đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.